Dạ, vậy mà lỗ lắm. Nên thủ thủ lui đi trời. Nhà bữa nay ghê. Ta hai lần rồi bước qua anh chờ đó. Xong rồi cái bà kêu ship nói chuyện với khách là một rồi. Em kêu thì từ đầu thì nói cho nó đàng hoàng đi. Ta là ta ta bật lúc nào thành cho nghỉ việc luôn, bực mình lắm luôn rồi. Cái bà kêu có sao chị rút kinh nghiệm. Nó trớ lại chứ, rút kinh nghiệm chi. Nặng mụn sướng hơn á, rồi đau mày hơn. Túng Nãy ta bực mình dễ sợ luôn. túng có một đợt hai cách lên ngồi giờ để là hãy làm hết cho ở trong tay chị lấy đồ dư đó. Bực mình thì cho cái lông đi vào mày cũng về quê có chồng luôn đi. Hồi nãy có khá ngang trang qua nói lại là khách nặng bụng thì làm, còn Đó thì bạn nói là có em mà. khách nặng bụng thì làm, còn khách lộ đào thì không, mày không làm nổi. Nghe câu nó thật ông ta qua ghẻ thật điên, tao cho nghỉ lung cho rồi chứ gì nữa. Làm mà như rất bởi con người nó mở cái tiệm ra không có khách là đúng đâu, nó dẹp tiệm là đúng rồi. Thấy cái lợi trước mắt thôi, không bây giờ thấy cái công việc gì mình cũng phải làm chứ, không đứa ai chơi lại. Đừng có trách về đang hầu bữa sau đứa mô tầm cho tiền mình trừ ra làm cho bực mình lắm rồi. Chị nói ví dụ có việc gì á thì được, chị nói như nè ly đồ này chị thấy rất là tạo ok nè, ly đồ mấy đứa hiền mình đó cũng ham làm, không bao giờ nghĩ tới cái lợi ích gì cho bản thân hết trơn. Ta nhìn ta biết hết chứ, không phải ta bị đuôi mù đúng không? Đứa mà làm việc gì răng răng lắm, người hàng răng thì biết hết. Cái ăn uống của hắn không là ta cũng định nói rồi, ăn uống cũng gấp cũng không có gọn gàng, dung dung ăn thì kiểu giống như nhơ 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 nhơ. Thương không nổi luôn. Bạn hiền vậy chứ cũng bỏ chạy lại, bỏ của chạy lấy người luôn. Thì chị nói kìa, người gì kiểu suy nghĩ khác nặng nhanh.
chữ rề lại. Làm dùm cái xong đó giờ cây phải làm dùm mà cây hiện cái còn chị vui lấy cho em còn nhiều kiểu cây hiện còn nhiều thì em lấy đi còn ít thì chị lấy dùm cho hiện cây hiện mới dạ đò thôi dạ đó. Em biết mà tại vì hồi hôm á là chị đổ hiện đi ăn thế là hiện còn làm trên nơi mà cái chị cái sau đó chị đi ăn trước cái xong chị thấy chị coi cam á cái chị thấy hiện xong rồi cái chị gọi điện chị đổ hiện xuống ăn hiện có kể đó. Trong khi hồi mình đi chơi mình đi có việc gì thì người khác được cái phần mình thôi mà chị đó phải chị dặn hắn một hai lần rồi đó chị bày vẽ cho rất là nhiều thứ rồi để cho mặn đi đâu làm gì cũng có người thương á chứ đi sống chị nói là không được rồi chị để mà thương không nổi rồi thôi chịu không ai thương nổi rồi đó. Thì tụi anh làm, tụi anh lấy tiền chứ phải chị lấy đâu. Nhưng mà không biết cơ hội của mình nó như vậy mà. Hồi xưa mấy đứa ở bên đứa cũ bên kia ham làm lắm. Tại vì làm là chị cho hết mà. Thì đúng rồi, chị biết tính nào thôi khỏi nói. Độ chìa khóa khỏi bàn khỏi xa mà em như rớt là chị thấy em siêu đỉnh đôi khi về em trễ đi hết nửa tiếng đồng hồ cha rồi thiệt á do chị là chị dễ đấy chứ còn mà nhiều người dễ chị hỏi cho ấy thì đúng rồi hơn nữa chứ nhiều khi em làm một người khách combo là đủ rồi mà cái chi cũng là đồ của chị hết rồi nó làm với chị một buổi là nó bằng hồi nó về nó mở tiệm em nghĩ đi mở tiệm mà làm chi 50.000 trong đó 50.000 đồ 20-30 mà làm nó mà ngày có 1-2 khách thì bao nhiêu tiền bởi mới dẹp mà ngồi buồn nữa chán nữa bị trầm cảm nữa thà nói là nãy là nói như đây em lỡ có khách hẹn nặng mụn rồi của em rồi nói thiệt thì chị nghe chị bình thường thì tự nhiên nghe nghe con đi nói lại á đù để dưỡng sức lỗ nó đi tống sức cái tính toán em... kiểu nữa là thôi chứ xong qua các bạn nói xíu nhà có khách rồi kêu nó thì nói nhà có khách rồi chứ mấy chị giữ sức để làm chi nhà khách giữ sức để nặng mụn mắc sức kinh á chùm bó tay dạ đấy chị chán có méo mồm hôm nay lỗ chân lòng mồm cũng dễ sợ cái nó làm răng chắn đỡ chị cái này thì hơi chua nhưng mà có khả năng đỡ có được nha là làm chứ em làm đủ thứ rồi đó đỡ thôi nghe chứ không phải đỡ chứ đâu cái này răng mà dứt được chua la luôn rồi chắc hết rồi đây 10 phút nữa mười nhưng mà sau này là cho đủ kéo thời gian chứ đủ cho vui rồi.